À, xin chào các anh chị nhé, chào các anh chị quay trở lại kênh của Trung. À, trong video ngày hôm nay Trung sẽ giới thiệu một lô đất 124m² tại trung tâm phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa. Lô đất này rất là đẹp, ngay trong một cái khu đô thị nhà giàu gọi là khu Phú Gia, ngay sau lưng ủy ban phường Trảng Dài nhé. À, mời anh chị xem hết video để biết thông tin chi tiết của lô đất đẹp này. Đây nhá, cụ thể là cái vị trí của lô đất này nằm ngay giữa đây, nằm kẹp giữa hai căn nhà này, một bên là nhà nghỉ đổi thông, một bên là căn hộ nhà người ta đây. Lô đất này ngang 6m, 6m dài 20m anh chị nhá. Tổng diện tích là 124m², đất ở đô thị, sổ hồng có sẵn. Mặt đường trước đất này là đường nhựa rộng 6m, vỉa hè hai bên mỗi bên 2m nữa là 4m nhé. Ngay gần cái ngã ba đường N1, đường N6 và đường D1. Đây, em quay một vòng xung quanh đất để cho anh chị thấy khu này là khu nhà giàu, dân trí rất là cao. Chủ đang chào bán với giá là 3 tỷ 6, sổ đỏ có sẵn nhé. Em sẽ chèn sổ đỏ lên cái video để anh chị thấy. Đây là một cái nhà rất là giàu, đối diện với cái lô đất của mình. Khu này an ninh cực tốt luôn. Tại sao em nói như vậy? Tại vì an ninh rất là tốt thì người ta mới nuôi cá koi ở ngoài đường này. Có hòn non bộ rất là đẹp. Biên Hòa vốn là thành phố công nghiệp với dân số rất là đông. Theo em biết thì dân số thành phố Biên Hòa là trên 1 triệu dân. Và Biên Hòa cũng là thành phố trực thuộc tỉnh có dân số đông nhất. Và trong thành phố Biên Hòa thì phường Trảng Dài lại là phường có dân số đông nhất. Tại vì Trảng Dài là được gọi là trung tâm của dân nhập cư, rất là nhiều dân nhập cư về đây và phát triển thành cái phường này lên. Mức đô thị hóa phường này rất là nhanh nhá. À, cái vị trí lô đất này ấy, nó chỉ cách ủy ban phường Trảng Dài 500m thôi. Và ngay sau lưng cái lô đất của mình là trường tiểu học Trảng Dài và trường mầm non Tuổi Thơ nhá. Từ đây mà đi ra ngã tư Nguyễn Khuyến, trường khoảng 1 cây số thôi. Đây thì trung tâm Trảng Dài rồi nên là không có thiếu một cái tiện ích sống nào hết ạ. Giá chủ đang chào 3 tỷ 6. Anh chị em nào quan tâm thì cứ liên hệ em. Phần cuối video này em sẽ quay một vài hình ảnh ở dọc đường hai bên từ ngoài ngã tư Nguyễn Khuyến Trảng Dài đi vào nhé, đi vào chợ. Rồi em cũng quay một vài hình ảnh trên livecam, em cũng chèn vị trí luôn. Em chèn vị trí trên Google Maps để anh chị hình dung được cái vị trí lô đất mình và nhìn từ trên Google Maps xuống thì cái đất sẽ như thế nào. Đây. Rồi anh chị em nào quan tâm thì cứ alo theo em cho số điện thoại 0937 716 248 nhé. Anh chị em nào mới xem kênh lần đầu thì cho em xin một cái đăng ký kênh. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.